Vâng, em Đô xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì bác nhìn số lượng hàng về bác biết rồi đây. Mẫu quản lý nguồn thì mình lại tiếp tục về thêm được 200 chiếc nữa. Cách đây có chưa đầy một tuần em mình về 200 chiếc và hôm nay tiếp tục về thêm 200 chiếc. Nhưng hôm nay là một mẫu model mới nhất để phục vụ anh em của các bác, mẫu quản lý nguồn chính hãng nhập khẩu MB S900 Pro 2. Tại sao lại nó gọi là mới? Tại vì cái phiên bản này ấy, nó tích hợp thêm một tính năng nữa. Đó là có thêm một công tắc nguồn phụ đằng sau ạ. Đấy. Công tắc nguồn phụ đằng sau anh nhá. Đấy, nó khác biệt đấy. Còn bên trên này em mở sẵn dồn một con phiên bản đàn em. Thì giá thành giữa hai con này em sẽ bán chênh nhau có 50.000 thôi. Nghĩa là nói các mẫu quản lý nguồn nói chung trên trường và nói riêng tại đơn vị Hero, thì bên em hiện tại đang bán và phục vụ các bác rất nhiều các model từ những hãng như JD, DB, PS, Adni, AAP và MB. Nghĩa là bên em bán là full hãng luôn nhá. Các bác cần hãng nào thì mình đều có phục vụ anh em. Cái điều quan trọng là đến với Hiếu Minh Auto giá tốt. Và trước mắt các bác đây là mẫu quản lý nguồn mà em có thể nói rất là tâm đắc, phục vụ các bác tầm 6 đến 7 năm nay rồi. Một mẫu quản lý nguồn có thể nói những bác nào đã và đang dùng bên Hiếu Minh thì cho em một comment bình luận bên dưới. Nó tích hợp đến 3 tầng lọc các anh nhá, 3 tầng lọc cực kỳ bền cao. Và đâu là mẫu quản lý nguồn mà em bán gần như không lợi nhuận, gần như không lợi nhuận, nhà có lãi nhưng lãi vài chục ngàn đồng. Em bán gọi là lấy tương tác cho các bác thôi. Đấy nên là em khẳng định luôn là giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn, không có ai rẻ bằng cả. Đấy. Và nói đến mẫu lọc nguồn này, hay còn gọi quản lý nguồn, thì mẫu lọc nguồn này nó rất là hay. Đó là nó tích hợp 3 tầng lọc. Cái thứ hai nó tích hợp đây là nó sẽ cho những bác nào chưa bộ dàn mà hay bị hơi sôi bộ dàn thì bác dặn lắp vào này để đỡ hơn. Và tình trạng như rú rít mic thì lắp vào con quản lý nguồn này nó cũng đỡ hơn này. Tình trạng như sét đánh, chập điện thì nó cũng đỡ hơn. Và trước mắt các bác đây là mẫu quản lý nguồn mới nhất thì mình cập nhật về cho anh em cũng như bác. Thì đối với phiên bản nó giống y xin phiên bản đời cũ là đây, em quay hai phiên bản này. Nghĩa là hiện tại em đang bán hai phiên bản này song song với nhau các bác nhá, song song với nhau. Với phiên bản MB S900 Pro Pro và MB S900 Pro 2. Cái bản Pro 2 ấy thì nó sẽ tích hợp thêm một đó là công tắc nguồn phụ thôi. Còn Pro thì nó không tích hợp công tắc nguồn phụ đấy. Để cho anh em sự kiện hay phòng hát mà anh em cần đấu lối dây phụ ra thì lấy con này. Đắt hơn nhau có 50.000 thôi bác nhá. Chênh lệch nhau có 50.000 thôi. Và mẫu quản lý nguồn này thì không công khai giá luôn. Hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán với mẫu quản lý nguồn MBS 900 Pro này, 2 này với mức giá là 1.600.000 đồng các bác nhá. Còn đấu mẫu MBS 900 Pro thì hiện tại bên Hiếu Minh đang bán là 1.550.000 đồng. Thì đấu mẫu quản lý nguồn này nó rất là hay, đó là tích hợp đến 3 tầng lọc. Các bác nhìn vào đây. Và các cái bác nhìn một quản lý nguồn chất lượng thì bác nhìn vào bên mạch của nó khác biệt hẳn so với các mẫu quản lý nguồn thông thường rồi. Em ơi, dành cái kia để tí trở về kìa. Tí anh trở về cho. Dành cất đi. Thì mẫu quản lý nguồn này nó tích hợp với 3 tầng lọc, em đã phục vụ anh em bán rất là nhiều bao năm nay rồi. Thì em cứ quay lại cho những bác nào chưa mua, hoặc những bác mua rồi thì cũng nói, còn những bác chưa mua thì bác cùng nhìn Hiếu Minh review đây. Thì mẫu quản lý nguồn này nó không đơn thuần như các bác cùng nhìn đâu ạ. So với những mẫu quản lý nguồn khác trên trường cũng lọc như cũng cục lọc như này, nhưng mà cái mẫu cục lọc bên em này nó bằng cục dây đồng nhá, sắc led này, nó không bị mờ nhạt nhá. Các tụ này, hai tầng tụ này. Và các cái điểm mấu thiếc của nó là ngấu hết nhá, ngấu kín luôn mà này. Có để những cái mẫu quản lý nguồn thông thường mà anh em hay bán thì các điểm thiếc này nó hay bị hở nên khi bác cắm một thời gian thì nó sẽ hở nó và nó bị lỏng. Nó lúc sẽ có trường hợp mất điện cũng nhá. Đây là ngấu hàn, nó ngấu hết thiếc này, ngấm luôn anh em, ngấu kín thiếc luôn. Đấy. Và các điểm dây dẫn của nó này, dây là dây kẹp bắt ốc nhá, bác nhá, phải dây hàn đúng nhá. Họ làm rất chuyên nghiệp, đây công ty họ chuyên sản xuất quản lý nguồn mà. Đấy. Và các dây bọc đây ạ, dây bọc các điểm này, điểm bằng dây cáp này, đấy. Và cục nguồn nó sử dụng cục là nguồn Mexico bác nhá. Các trên trường anh em đang một đa số anh em bán là cục nguồn bình thường thôi, còn đây cục em là cục nguồn Mexico. Đấy, các bác lưu ý cho em, nó khác biệt hẳn luôn đấy ạ, nó không giống nhau đâu, nhìn thoạt nhìn thì giống nhau nhưng không giống nhau một tí nào cả. Vì cái linh kiện bên trong ấy nó sắc led và nó chi tiết hơn rất nhiều. Đấy. Và nói đến các mẫu quản lý nguồn bên Hiếu Minh thì em cũng rất tâm đắc cái mẫu model này, em đã bán phục vụ anh em rất là lâu năm nay rồi. Và nhất là hôm nay rất là may mắn để giới thiệu đến các bác một model mới, đó là S900 Pro. Vì cơ chế cắm của mẫu quản lý nguồn thì nói chung thì rất là đơn giản, các bác phải tắt bật này. Các bác tắt bật đây này. Ấn vào nút đây tắt bật nó chạy từ từ này. Đây này. Đấy, tắt bật này. Để bác nhảy len lên cổng này. Đấy. Nó đỡ là giảm sốc bộ dàn này, chống tình trạng giảm xô xì, chống tình trạng sét đánh chập điện, chống tình trạng như rú rít bộ dàn. Và cái điểm nó có lẫy chống giật luôn nhá, có lẫy chống giật này. Lẫy chống giật là gì, là cái lẫy nó có lẫy lẫy như ở công tắc cổ điện nhà các bác ấy, là cái lẫy đen đằng trước là đậy này. Đấy gọi lẫy chống giật luôn nhá. Đấy. Cực kỳ cơ động luôn. Và cái đặc điểm nó có automat tổng để chỉnh được sét đánh chập điện thì nó bảo vệ cho toàn bộ dàn của bác cực kỳ an toàn cho các bác. Và nếu mẫu quản lý nguồn này thì bên em bán ấy, xin nhắc lại là bên em bán gần như không lợi nhuận,
gần như bán lấy tương tác, và các bác nhận hàng ấy mở lắp ra xem thoải mái không nhá. Anh em mua hàng không phải cọc cạch gì cả, mở mua hàng nhận hàng mở lắp ra, đây em chỉ mở một con thôi, anh em về mở bắt cái vít đây này. Đấy, chuẩn bị đồ nghề cái vít cho em, mở cho em mở ra xem cái như em đang review đây nhá. Mới nhận hàng thanh toán, em muốn là cái sản phẩm là gì, em không giúp đỡ các bác là em có thể lên like em tặng tiền hay gì cả. Mở đây em sẽ thay vào đó em sẽ bán những sản phẩm auto giá tốt nhất cho anh em cũng như bác sử dụng. Đấy, thì khác nhau ở cái điểm đấy thôi. Thì hôm nay thì em mình review đến một mẫu cản lý nguồn cực kỳ cao cấp và chất lượng, tất cả chân lẫy nó bằng đồng 100%. Em ơi, chào anh với Tóc Xuân. Tất cả chân lẫy bằng đồng 100% nhé các bác nhé. Đấy, dây nguồn liền lớn này. Ok chưa? Rồi ok, bỏ ra. Rồi, bỏ ra. Cắt vào con đấy đi. Và các cái lẫy trời lẫy đây sẽ có lẫy phụ này các bác này, lẫy phụ để bác bật âm dương này. Đấy, nó chỉ trên nhau có 50.000 thôi. Giá 1 triệu 6 nhá anh em nhé. Có quản lý nguồn là có công tắc nguồn phụ này 1 triệu 6 này. Còn cái mẫu mà không có nguồn phụ là trên nhà lên nhau 50.000 thôi. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ Hiếu Minh Auto nhá. Và hôm nay Hiếu Minh thông báo cái hàng về lịch trình. Số mẫu lượng mẫu này thì cứ hàng về em đều quay khoe đến rồi các bác, vì khoe có cái thì số lượng hàng về nó kinh khủng rồi. Mỗi lần về số lượng nhiều chứ không phải 50-10 con đâu, bên em hiện tại cũng là phân phối đối với tất cả các hãng luôn. Anh em có nhu cầu làm đại lý đối với sản phẩm hàng bãi, đại lý đối với sản phẩm hàng mới nhập khẩu, những sản phẩm hàng quản lý nguồn với tất cả hãng hay những sản phẩm mới mời nhập khẩu các hãng, có nhu cầu giá tốt làm đại lý thì liên hệ đơn vị Auto để bên em cung cấp hàng cũng như hỗ trợ anh em nhé. Và một clip thì em thông báo hàng về cũng như là review đến toàn thể các bác, cơ chế cũng như là một sản phẩm mới nhất để phục vụ anh em. Đó, mẫu quản lý nguồn chính hãng MB S900 Pro 2 tích hợp thêm một tính năng nữa, ngoài tính năng 3 tầng lọc ra thì nó tích hợp một tính năng nữa, đó là tính năng công tắc nguồn phụ để phục vụ anh em như chuyên anh em sự kiện, phòng hát cũng như gia đình. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.